Kỹ năng thứ tư, kỹ năng giao tiếp hiệu quả. Nếu các bạn nghĩ rằng giao tiếp hiệu quả là khả năng nói lưu loát, liên thoáng hay nói cách khác là chém gió thì bạn đã nhầm. Cái kỹ năng đầu tiên của việc giao tiếp hiệu quả đó là phải biết lắng nghe. Đây là kỹ năng nền tảng của người lãnh đạo thành công. Tất nhiên ai cũng có thể ba hoa về bản thân của mình hay những thứ đẹp đẽ trên đời này. Bởi bản chất con người là ích kỷ, ai cũng muốn nói về mình. Đây là các đặc điểm sinh học do bộ não con người quy định. Nếu bạn tìm hiểu thêm về bản chất của con người để học cách thuyết phục người khác thì bạn sẽ biết cái điều này. Và tôi khuyên bạn nên học nó. Tuy nhiên nếu bạn biết lắng nghe thì đây là cái việc đầu tiên giúp bạn xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp trong kinh doanh. Ngoài ra thì kỹ năng giao tiếp hiệu quả còn yêu cầu khả năng nói, viết và trình bày cái suy nghĩ của bạn trước người khác hoặc trước đám đông. Kỹ năng nói trước đám đông, public speaking thì luôn được các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới khuyến khích các bạn trẻ rèn luyện từ sớm. Bạn có nhận ra rằng những cái người lãnh đạo cấp cao, những người có tầm ảnh hưởng lớn, họ dẫn dắt được những người khác là vì sao không ạ? Đó là bởi vì họ biết cách thuyết phục rất nhiều người bằng kỹ năng nói của mình. Tôi biết có một số bạn nghĩ rằng mình là người sống nội tâm, introvert, thì không thể làm được chuyện này. Vậy thì tôi muốn bạn hãy suy nghĩ lại. Hãy nghĩ tới những doanh nhân như là Warren Buffett, Bill Gates hay là Mark Zuckerberg. Họ đều là những người hướng nội. Mà thực tế thì khoa học chứng minh rằng những người hướng nội có xu hướng làm lãnh đạo tốt hơn. Tôi cũng là một người hướng nội. Nhưng tất cả những điều đó đều có cách học và cải thiện. Hãy comment phía dưới video này nếu bạn muốn tôi hướng dẫn cho các bạn rèn luyện khả năng này. Tôi đã làm được thì chắc chắn bạn cũng làm được. Lời khuyên của tôi dành cho bạn để rèn luyện kỹ năng này đó là hãy cởi mở hơn, hãy giao tiếp nhiều hơn và thường xuyên hơn tới những người xung quanh của bạn. Ngoài ra thì đừng nói hoa mỹ, đao to búa lớn quá, bởi vì không ai thích nghe những cái lời nói hùng hồn, sáo rỗng mà không phải bản chất của bạn.